Thấu hiểu bản thân, kỹ năng tâm lý quan trọng để thành công. Tất cả mọi người đều là thiên tài. Thế nhưng nếu bạn đánh giá khả năng leo cây của một con cá, thì cả đời nó sẽ mãi mãi nghĩ rằng mình là một kẻ ngu ngốc. Albert Einstein. Ở bài viết trước, vì sao người ta chia tay, bài viết có gửi đến một thông điệp quan trọng rằng có hiểu thực sự mới biết cách yêu. Với quan điểm là phải biết người biết ta. Tuy nhiên, hiểu mình chưa bao giờ là dễ. Bài này sẽ phân tích kỹ năng tâm lý, thấu hiểu bản thân, một kỹ năng quan trọng để thành công. Nó rộng hơn là phạm trù tình yêu đôi lứa. Tập trung điểm mạnh là cá không leo cây. Một nhà tâm lý học người Mỹ, ông nổi tiếng với học thuyết về loại hình đa trí thông minh, trong đó chỉ ra rằng con người ta thông minh theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn thông minh logic, thông minh ngôn ngữ, thông minh tự nhiên, thông minh vận động. Thế nhưng điều đáng tiếc ở chỗ trường học chủ yếu đánh giá năng lực học sinh qua thông minh logic. Nếu một người vốn sinh ra đã sẵn mạnh về logic thì sẽ có lợi thế trong phần lớn các môn học trên trường, từ đó mà thi cử thuận lợi. Và chưa bao giờ những người thông minh về vận động hay hội họa được tuyên dương khen thưởng trong các bài thi về logic ở trường. Lẽ dễ hiểu là sẽ chẳng bao giờ có chuyện trường tuyển học sinh bằng hai môn thi nhảy xa phối hợp hát quốc ca. Với tâm lý đám đông thì những gì người ta hay làm sẽ tạo thành định kiến. Chẳng hạn phải thi vào một trường đại học tốt, sau đó học thật giỏi, sau đó sẽ ra trường tìm việc. Chính vì lẽ đó mà nhiều người cứ đâm đầu vào việc học và thi mà chưa biết khi sinh ra mình mạnh gì, yếu gì, và cũng chưa biết khi sinh ra mình là cá hay là khỉ hay là hổ báo. Thành ra cuộc thi leo cây quy tụ đủ mọi thành phần, và nếu như con cá ấy cả đời cứ cố gắng trèo theo đám đông của loài khỉ, loài vượn, thì suốt đời nó cứ mãi nghĩ rằng nó là kẻ ngu ngốc. Giống như cầu thủ đắt giá nhất hành tinh hiện đại, giàu có bậc nhất, nhiều kỷ lục và nhiều danh hiệu nhất, Ronaldo, thành công vang dội trong lĩnh vực bóng đá, lại là người từ nhỏ đi học chuyên trốn học, học dốt và bị đuổi học. Một điều chứng tỏ anh không hề thông minh về logic được. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như Ronaldo toàn tâm toàn ý quyết tâm theo đuổi ngành toán học? Và ngược lại, chuyện gì sẽ đến nếu như giáo sư tiến sĩ Ngô Bảo Châu, người Việt duy nhất được giải trong toán học tương đương giải Nobel trong lĩnh vực khác, lại đặt hết tâm huyết theo đuổi nghiệp bóng đá? Có lẽ khi đó thế giới sẽ không còn hai tài năng mà thay vào đó là hai thảm họa. Cho nên, điều quan trọng là theo đuổi điểm mạnh, thứ mình giỏi nhất. Là cá thì phải tìm đến đại dương để tự do vẫy vùng, và hãy học cách nói không với những cuộc đua leo cây. Hiểu mình bắt đầu từ đâu? Đây là một hành trình, không phải một sớm một chiều. Người ta bảo khi ra trận, biết được điểm mạnh, điểm yếu của mình là đã cầm trong tay 50% chiến thắng. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Có những người có những tài năng thiên bẩm là trời phú cho. Vậy nên nhận ra điểm mạnh, điểm yếu, tính cách là việc đầu tiên và bắt buộc phải làm. Thứ nhất, đám đông không biết nói dối. Khi bạn làm một điều gì đó, nếu một người khen hay chê bạn, đó là chủ quan. Thế nhưng nếu 10, 20 người đều khen hoặc chê bạn thì đó không còn là sự chủ quan nữa. Đám đông sẽ không biết nói dối. Giả sử nếu bạn đam mê ca hát và bạn hát, ai nghe cũng bảo bạn hát dở ẹc và bạn không thành công, thì tốt hơn hết, đó không phải là điểm mạnh của bạn. Ở đây có rất nhiều bạn nghĩ rằng ngoài kia có nhiều câu chuyện nói rằng bị người khác không tin vẫn thành công, đó là thiểu số. Còn đa số là thất bại. Lẽ nào báo chí lại đăng tin về một người bị nhiều người đánh giá là không có tài năng trong một lĩnh vực và cuối cùng người đó không thành công? Cho nên hãy tiếp nhận mọi thông tin đó,
Giống như ca sĩ, một bài hát hay là bài hát được đám đông khán giả chấp nhận, chứ không phải là người đó nghĩ rằng nó có hay hay không. Thứ hai, khao khát nhận phản hồi. Để biết mình làm tốt hay không thì theo thói quen, quan trọng phải khao khát nhận phản hồi từ người khác. Người đời nhiều tâm lý sĩ diện, họ thích được khen và thích được công nhận từ gió, dẫn đến việc bị sợ góp ý hay sợ bị chê. Nhưng thuốc đắng thì dã tật, sự thật thì mất lòng. Lời phản hồi, góp ý từ người khác chỉ cho chúng ta biết rằng mình làm tốt ở đâu, chỗ nào chưa tốt. Nếu ai đó, hãy hỏi những câu như có chỗ nào làm tốt và có những câu có chỗ nào làm chưa tốt để biết được điểm mạnh, điểm yếu, thì ngay từ bây giờ chúng ta cần tập thói quen thoải mái với những việc không thoải mái. Chẳng hạn như khao khát nhận phản hồi. Khi nhận phản hồi, phải tiếp cận bằng phương pháp khoa học có tên là 360 feedback. Tức là hỏi tất cả những người xung quanh có liên quan, chứ không phải hỏi những người mà mình yêu quý. Nói chung, hãy tìm đến những người nói cho bạn nghe điều bạn cần nghe, chứ không phải là nói cho bạn những điều bạn muốn nghe. Thứ ba, tiếp cận công nghệ khoa học ngay từ bây giờ. Không thể phủ nhận các nghiên cứu khoa học về trí thông minh, về tính cách, về điểm mạnh, điểm yếu là một đột phá lớn cho thế giới. Chẳng hạn Carl Jung là ông tổ về nghiên cứu các loại tính cách về MBTI để chỉ ra các loại tính cách cũng như điểm mạnh, điểm yếu. Nhờ công nghệ khoa học hiểu tính cách, người ta bớt rào cản hơn nhiều trong việc hiểu bản thân, chẳng hạn như hướng nội introverted và hướng ngoại extroverted thì khác nhau điều gì? Tại sao người hướng nội lại có xu hướng sạc pin là kiếm khoảng không gian một mình, nghe nhạc, viết nhật ký, xem phim, tìm vài đứa bạn thân để tâm sự mỗi khi stress? Còn người hướng ngoại lại có xu hướng lấy năng lượng ở nơi nhộn nhịp, đông người, quầy. Có nhiều công cụ tâm lý để hiểu bản thân. Nó giống như người ta đã phát minh ra đèn điện. Thay vì đi tìm hiểu nguyên lý, mây mò để tìm một cái đèn dầu, thì tốt hết là hãy tận dụng tính năng ánh sáng của nó để phục vụ cho chính mình. Vậy thì hoặc là tìm đến các bài test, hoặc là tìm đến các khóa học để nâng cấp kiến thức cho bản thân mình. Thứ tư, luyện tập tạo nên sự hoàn hảo. Khi thấu hiểu điểm mạnh, điểm yếu của bản thân thì luyện tập là quan trọng nhất. Giống như một câu nói hoàn hảo của Lý Tiểu Long rằng: tôi không sợ những người đá một lần được 1.000 cú đá, mà tôi sợ những người đá một cú cứ lặp đi lặp lại 10.000 lần. Một khi thấu hiểu điểm mạnh, nó vẫn chỉ là ngọc thô, ngọc bất trắc, bất thành khí, nhân bất học, bất chi lý. Ngọc không mài không sáng, kỹ năng không rèn luyện không thể hoàn hảo. Nếu không luyện tập thì điểm mạnh cũng không thể nào trở nên giỏi được. Thể thao là minh chứng hùng hồn cho những điều này. Ronaldo, đằng sau hào quang sân cỏ là những ngày tháng ở lại cuối cùng trên sân để luyện tập. Và cũng nhiều người, ngay cả khi vô tình đi theo điểm không mạnh, nhưng cũng nhờ luyện tập mà tạo ra sự khác biệt không hề nhỏ. Thứ năm, thành công là lặp đi lặp lại những thứ nhàm chán nhưng hữu ích. Con người ta dễ có tâm lý hứng thì làm, đến khi chán thì bỏ. Nhưng thấu hiểu bản thân, như đã nói ở trên, đó là một hành trình lặp đi lặp lại mỗi ngày, liên tục nỗ lực, rèn luyện, tìm hiểu về chính mình, sau đó liên tục xin phản hồi, liên tục luyện tập để tạo nên sự hoàn hảo. Đó là công thức. Và thành công là lặp đi lặp lại những thứ tưởng như nhàm chán nhưng hữu ích. Quy trình ấy không thay đổi. Về mặt tâm lý, một khi đã trở thành thói quen thì việc thấu hiểu bản thân mang đến niềm vui, nhất là khi việc luyện tập đúng thế mạnh mang lại thành quả. Trong một cuộc sống nhiều biến đổi, rủi ro nhưng cũng nhiều cơ hội đến với mỗi người, chọn việc mình làm, chọn điều mình không làm hơn hết xuất phát từ việc thấu hiểu bản thân. Và từ đó, một khi đã tìm ra điểm mạnh, điểm yếu thì kiên trì theo những cách để tạo nên sự hoàn hảo cho kỹ năng này.
Bài viết của Eva trong tâm lý học ứng dụng. Rất cảm ơn bạn. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe video này và chia sẻ những cái video này cho nhiều người khác.